Trong thời gian 4 ngày từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 2, tại bản Nà Bai, xã Trình Yên, huyện Vân Hồ đã diễn ra lễ hội cầu mùa. Đây là hoạt động thường niên được nhân dân các dân tộc của bản tổ chức. Tham dự lễ hội có đông đảo nhân dân trong bản và du khách thập phương. Với cầu mong có một năm mùa màng bội thu, chăn nuôi thuận hòa, hàng năm cứ đến ngày mùng 7 tháng 1 Tết âm lịch, theo lịch của đồng bào dân tộc Mường, nhân dân bản Nà Bai, xã Trình Yên sẽ tổ chức lễ hội cầu mùa lễ hội được chia làm hai phần phần lễ và phần hội tại phần lễ thầy cúng của bản cùng bà con sắm sửa các lễ vật như rượu vải lợn gà và một số sản vật của bản dâng lên các thần núi thần rừng những bậc tổ tiên có công khai khẩn thành lập bản mường đồng thời thầy cúng sẽ xin các thần tổ tiên phù hộ ban phúc cho dân bản có một năm mưa thuận gió hòa sản xuất nông nghiệp phát triển ngay sau phần lễ là phần hội, tại đây bà con dân bản sẽ tổ chức các trò chơi dân gian như thi bắt cá, múa xòe, chơi mát lẻ, đánh quay và một số môn thể thao, trò chơi hiện đại như thi đầu bóng truyền da, nhảy bao bố, đua xe rùa, vân vân. Lễ hội công mùa của đồng bào dân tộc Mường Bản Nà Bai xã Trình Yên là một trong những hoạt động văn hóa tín ngưỡng đặc sắc của nhân dân nơi đây. Thông qua lễ hội đã mang đến cho bà con và du khách một không khí vui tươi, lành mạnh trong những ngày đầu xuân năm mới. Đồng thời, thông qua lễ hội các giá trị truyền thống văn hóa sẽ tiếp tục được lưu giữ phát huy